Chào các bác nha, cái máy này bữa nay em giao đi Bắc Giang ha. Thì máy này đang có dịch cho nên khách không vô được, cho nên là mua qua online. Thì đã quay hết rồi, bây giờ em đã bảo dưỡng rồi hết, chỉ có lên máy nữa thôi, là xong. Rồi, an toàn. Mới lên cái khúc này hồi hộp đó các bạn. Đây nha. Này bữa nay chiếc này đi hai con. Mặt vàng sang nhất cho nên là vô chung cùng một chiếc Hà Tĩnh nha. Hà Tĩnh lên sau ha. Rồi xong, an toàn, vô lọc tóc luôn. Rồi cảm ơn em đã theo dõi video nha. Rồi chào các bác nha, đây là máy đi Bắc Giang. Hiện tại giờ thì mới chạy xuống, đang chuẩn bị tiến hành là bảo dưỡng do hiện tại dịch bệnh của tháng 5 mà đang tiến triển cao quá cho nên khách không vô được á. Cho nên mình phải bán máy qua Zalo. Thì để em sẽ làm bảo dưỡng qua cho khách xem nha. Anh em ở xa nào mà đang kẹt không đi được á, hay là sẽ cách ly á thì cứ gọi cho em nha. Em sẽ quay tách máy cho anh em xem khi nào ưng ý thì thôi ha. Rồi chào anh em nha, đây là máy của Bắc Giang. Hiện tại giờ em đang bảo dưỡng với mở hộp số ra kiểm tra ha. Đây hộp số này là miễn phí nha, thay đồ miễn phí luôn. Thay đồ mới cho anh em, cho hộp số miễn phí với bơm. Giờ nay thợ cũng mới mở ra, chuẩn bị vệ sinh rồi sơn đồ lại rồi. Chào anh em nha, bây giờ máy này đang làm phần đầu quan trọng ha. Hộp số đây. Số là mình thay mới cho khách nguyên đủ thứ hết luôn nha, nhiều thứ lắm. Mới giờ lấy bộ dòng hộp số mới luôn. Đây. Đang gấp đăng lại ha. Rồi chào anh em nha, bây giờ máy này đã gấp xong hoàn chỉnh rồi đó. Giờ đang thử chút xíu nha. Rồi chào anh em buổi sáng, bây giờ đang test tiếp tục nha. Thì mình đang cho nó hoạt động để mới gáp lại á, để coi vừa mới bò được chân chu được hết rồi cho anh em nha, rồi mới giao nha. Bây giờ cũng được hơn tiếng rồi đó. Rồi chào anh em nha, cái máy này Bắc Giang này giờ đã làm xong rồi. Thì để em quay sơ sơ cho anh em xem ha. Đây. Giờ chuẩn bị lên xe nó được rồi, bữa nay xe mới vô tới nha. Đó. Rồi, dòng quá đẹp luôn ha, dòng chân này ha. Trên này. Nha, đây là cái khu vực mà để mình bảo dưỡng máy cho khách đó. Những cái máy đã bán rồi nằm đây hết ha. Thì mình bảo dưỡng tùy theo mức độ mà làm nha. Có thể là 60 như trước kia 60 thì làm hết. Này bảo dưỡng một phần nhỏ nè. Này máy hai cái máy này xong rồi. Đây là 70G, đây là bộ. Chứ hai chiếc này thì đang đợi làm. Mình làm tùy theo mức độ nha, mọi người có thể tới xem. Thank you.
Còn cái phía ngoài đây là mình khu vực mình để trưng bày máy, mọi người cứ lựa máy ở đó. Đây là khu bảo dưỡng. Những máy đây làm